Hay quá. Yeah. Ôi, mình đói bụng quá. Con cũng vậy. Các con ơi, ra ăn thôi nào. Wow, có cả bánh ngọt và đồ ăn vặt nữa này. Cậu thích thật đấy. Nhà tớ vẫn ăn như vậy mà. Nhà cậu, mẹ tớ không cho tớ ăn những đồ này đâu. Jolie nhớ lại. Mẹ, cậu ăn nhiều hoa quả vào. Cái này mẹ tịch thu. Bánh của mình. Nít, mẹ mới mua bộ đồ chơi con thích này. Wow, bộ đồ chơi siêu cấp. Con cảm ơn mẹ, con thích lắm ạ. Yeah. Cậu ấy sướng thật. Cô cũng có quà tặng cháu này, Jolie. Cô cho cháu ạ. Nhớ cậu nha. Mẹ của Nick thật khác xa so với mẹ của mình. Jolie thở dài nhớ lại. Wow. À, kia là bộ mình yêu thích mà. Mẹ ơi, mẹ mua bộ này cho con nha. Mẹ sẽ mua bộ khác cho con. Bộ này không hợp với con đâu. Bộ này hợp với con này. Hợp với con á? Ừ. Bộ váy yêu thích của mình. Chúc mừng sinh nhật con gái. Wow, con cảm ơn mẹ. Quà to thế này chắc là đắt lắm mẹ nhỉ. Sao lại là đồ dùng học tập ạ? Chúc con học tập thật tốt nhé. Sao không phải gấu bông chứ? Tại trường học. Yeah, ăn cơm thôi. Wow. Cậu có muốn ăn cùng mình không? Tớ thấy hầu như cậu toàn ăn đồ ăn nhanh thôi. Mẹ cậu không nấu cho cậu à? Mẹ tớ bận công việc lắm. Ôi không, lò vi sóng không may bị cháy rồi. Mẹ có kịp làm đồ ăn cho Nick không đây? Sao đồ ăn ít thế mẹ? Mẹ xin lỗi. Nay mẹ có cuộc họp quan trọng, không đưa con đi mua được. Con cầm mua giúp mẹ nhé. Còn có một lần tớ được điểm 10 vẽ tranh mà mẹ cũng không kịp xem. Mẹ ơi, mẹ xem tranh con vẽ này. Mẹ đang bận, lát mẹ xem sao nhé. Vâng ạ. Mẹ xem đi này. Để tối nhé. Mẹ phải đi đây. Mẹ. Ôi, mẹ quá bận rộn mà không để ý đến cảm xúc của Nick rồi. Có vẻ bạn ấy rất buồn. Mình đã rất cố gắng. Vậy mà nhìn Nick buồn bã, Jolie cũng nhớ về mẹ của mình. Sao trời mưa bãi thế này? Con cố chịu một chút nhé. Xe sắp đến rồi. Mẹ cho con đến bệnh viện. Mẹ ơi, con sợ sấm lắm. Jolie thật hạnh phúc vì mỗi khi đau ốm đều có mẹ bên cạnh chăm sóc và kể chuyện cho cô bé nghe. Mẹ ngồi nghỉ đi, để con làm cho ạ. Tráng mẹ nóng quá, con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi nhé. Mẹ không sao, mẹ muốn tự tay nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con. Mẹ. Jolie thật may mắn khi được mẹ chăm lo cho chu đáo phải không nào? Cậu thích thật đấy. Trưa nào mẹ cậu cũng chuẩn bị cho quá trời đồ ăn ngon như thế này. Trước đây tớ cũng có suy nghĩ giống cậu đó. Nhưng giờ tớ nhận ra rằng mỗi người mẹ sẽ yêu con theo cách riêng đấy. Cậu nói đúng. Chúng mình ăn thôi. Không có người mẹ nào là hoàn hảo cả. Nhưng họ sẽ luôn yêu thương con của mình một cách hoàn hảo nhất. Bởi vì người mẹ nào cũng muốn mang lại sự yên bình và hạnh phúc cho con của mình. Hôm nay chúng ta cùng chơi lắp ghép nhé. Đây là tàu hỏa. Còn đây là nhà cao tầng. Ôi, đổ mất rồi. Thôi vứt đi. Chơi thế này chán quá. À, đây rồi, mình có đũa phép. Wow, to chưa này. Chơi thích hơn hẳn. Oh, Candy có đồ chơi hay quá. Mình sẽ ra chơi cùng. Cho chị đi. Sao lại lấy đồ của em?
Không trả đâu. À ha, có cách rồi. Ấm ba la. Ôi, to quá. Sao lại thế này nhỉ? À, mình có cách để chơi rồi. Đội mũ bảo hiểm cho an toàn nhé. Yeah, thích quá. Đi nhanh hơn nữa nào. Quá đã luôn. Xoay vòng nè. À, ấm ba la, biến. Yeah, mình cũng có một chiếc xe nhé. Nào, chúng ta cùng xoay vòng nhé. Nào, nào, nào. Để chị đẩy xe nào. Phiêu phiêu, hay quá. Candy có thích không nào? Phiêu, thích quá. Ui, à, làm hỏng hết rồi. Phải làm sao đây? Đồ chơi hỏng hết rồi. À, hay là chúng mình xây nhà đi. Đi lấy nguyên liệu thôi nào. Ở đây nè. Có rất nhiều mảnh ghép màu sắc nhé. Đi thôi nào. Ở đây cũng có này. Wow, nhiều mảnh ghép quá trời. Tha hồ xây nhà. Chúng ta phải lấy hết ra. Yeah, tuyệt quá. Wow, chúng ta mang về thôi Candy ơi. Vâng ạ. Tiếp tục nào. Vẫn còn rất nhiều mảnh ghép đấy. Chuyển mãi vẫn chưa xong. Để hết ở đây. Ôi mệt quá. Chúng ta bắt đầu xây nhà nhé. Vâng ạ. Bắt đầu thôi nào. Tấm này để ở đây. Tấm này nữa. Nào chúng ta ghép vào. Ghép thật chắc vào nhé. Tường nhà của chúng ta sắp xong rồi. Em sẽ ghép phần này. Ghép nốt phần mái nhà nè. Vậy là hoàn thành rồi. Em ở trong nhà rồi nè. Cho chị vào với nào. Mau mở cửa ra đi. Mình phải tìm lối vào mới được. Cho chị vào đi mà. Không cho chị vào đâu. Mở được cửa rồi. Sao chị lại làm thế? Nhà của em mà. Mình sẽ phá tường. Mình sẽ dỡ hết ra. Dừng tay lại đi. Chị không được phá nhà của em. Đây là nhà của chị chứ. Của em mà. Của chị. Ôi, ôi, sập rồi. Nhà hỏng hết rồi. À, chị ơi, dùng đũa phép đi. Được đấy. Ấm ba la, ho biến. Yeah, chúng ta có nhà riêng để chơi rồi. Em cũng có nhé. Ôi, thích quá đi. Wow, nhà đẹp quá. Chúng mình vào nhà đi. Thế là ai cũng có nhà để chơi nhé. Không biết bố mẹ đang làm gì nhỉ? Búp bê cùng chị đi tìm bố mẹ nhé. Chuẩn bị nhanh lên em ơi, sắp muộn giờ làm rồi. Bố mẹ ơi, mẹ ơi. Có chuyện gì đấy con? Con muốn mua đồ cho búp bê. Bố mẹ, hôm nay đưa con đi mua đi. Không được đâu. Bố đi làm đây. Ôi, không được ạ. Sao vậy con? Mẹ ơi, mẹ đi mua cho con đi mà. Muộn giờ rồi, mẹ phải đi làm đây. Cậu ở nhà ngoan nhé. Chán thế. Tạm biệt con yêu. Chán thật. Chán thật đấy. Bố mẹ chẳng thương mình gì hết. Mình muốn được đi chơi. Tìm trò gì chơi mới được. Tớ buồn quá các bạn gấu ơi. Ở nhà một mình chán chết. Pikachu ơi, bạn có muốn đi chơi không? Tớ muốn đi chơi mà bố mẹ bắt tớ ở nhà. Làm gì cho hết buồn bây giờ. À,
anh ơi. Hôm nay anh làm tốt lắm, nhưng mà vẫn phải cố gắng hơn. Hơi mệt quá. Hơi mệt thiệt. Bố này đi làm về rồi. Bây giờ mình sẽ biến hình. Bèn bèn. Nhìn giống bị ốm chưa? Còn đâu rồi em nhỉ? Ừ ha, con đâu rồi? Em đi xem có ở đâu đi. Mình sẽ nằm ở đây giả ốm. Candy ơi, có đâu vậy? Con ơi. Ôi, con bị làm sao vậy? Con mệt lắm mẹ ơi. Hình như bị ốm rồi. Anh ơi, con bị ốm rồi. Đâu, ốm thế nào? Con thấy trong người thế nào rồi? Con mệt lắm. Có thuốc trong tủ, anh đi lấy đi. Ừ ừ. Bố mẹ tin rồi. Con nằm đây nhé, mẹ đi lấy sữa cho con. Con ơi, sữa đây. Bố mang cho con thuốc này. Đây là thuốc hạ sốt. Giá lên tráng để hạ sốt nhé. Được bố mẹ chăm sóc, thích thật đấy. Uống sữa đi con. Con không uống đâu. Phải uống mới nhanh khỏi ốm chứ. Đúng rồi, giỏi lắm. Nhưng mà con vẫn rất mệt. Con muốn gì nào? Bố mẹ thăm má con đi. Con đã mệt rồi. Con thèm gà rán. Okay. Được, để bố mẹ đi mua cho con. Thích quá. Yeah, giờ thì mình đòi gì bố mẹ cũng cho hết. Bạn gấu ơi, thích quá. Bố mẹ quan tâm tới rồi. Ờ, tiếng ồn ào gì thế nhỉ? Lên xem con có bị sao không? Đi thôi. Yeah, thích quá. À, hóa ra Candy giả ốm. Con ơi, Candy, tại sao con dám nói dối bố mẹ? Sao lại giả vờ ốm hả? Con muốn bố mẹ quan tâm con. Xem nào, là con vẽ bật lên mà. Con xin lỗi bố mẹ. Không nói với con nữa. Tại em đấy. Tại anh chứ. Em không quan tâm con. Mẹ ơi, mẹ không chơi với con nữa. Bố ơi, đừng giận. Con tránh ra đi. Nghĩ xem nào. À, có cách rồi. Bố ơi, con yêu bố mẹ lắm. Con sẽ không bao giờ nói dối bố mẹ nữa. Ừ, ngoan lắm. Cả nhà cùng đi chơi nào. Bố mẹ cũng rất yêu con. Cái này là của em, đây là của chị, của em chứ. Còn đây là của chị, tất cả là của em. Con chó này là của chị. Con này là của em. Là của chị chứ. Gấu to là của chị. Con Pikachu này là của em. Vậy còn con này? Còn một con duy nhất thôi sao? Là của em. Của chị chứ. Em bỏ ra. Em không bỏ. Chị bỏ ra đi. À, đừng hòng lấy được của chị. Của em mà. Chị trả em đi. Chị thật quá đáng. Em mới là đứa quá đáng ấy. Hai đứa sẽ thích bánh lắm đây. Thơm quá. Các con ơi, chuẩn bị ăn sáng thôi. Nào bỏ ra, đừng kéo nữa. Không. Bánh mình làm siêu đỉnh luôn. Đứa làm gì đấy? Bỏ ra. Dừng lại. Hả? Là của mẹ. Không được tranh nhau nữa. Các em ngồi đây đợi chị nha. Ngoan quá, chị làm gì đấy? Dừng lại đi. Cái ghế này là của em. Nó là của chị. Không, là của em. Mà đi ra hết đi. Đi chỗ khác chơi đi. Đi đi. Mình sẽ để đồ của mình ở đây. Ôi không. Xem mình ném hết đồ của chị xuống. Để đây nè. Bạn heo nằm ở đây nha. Wow, tuyệt vời quá. Em thật đáng ghét. Xuống hết cho chị đi. Hả? Chị dừng tay lại đi. Ôi gấu của em. Dừng lại. Dừng lại đi. Chỗ này là của em. Không, em tránh ra đi. Chị tránh ra ít. Ghế là của chị. Không. Ghế là của em. Ngon quá. Ơ, tiếng gì thế nhỉ? Mình phải lên xem mới được. Chị thôi đi. Hai cái đứa này.
Mẹ, sofa của mẹ. Vậy thì đi thôi. Hơi chán quá. Hả? Lũ trẻ đâu rồi? Đi đâu hết rồi nhỉ? À ha, có cách rồi. Ngôi nhà di động tới đây. Ôi, nhà di động kìa. Wow, đẹp quá. Để em vào thử nha. Thích quá. Chị ơi, đây là nhà của em nè. Không phải, đây là nhà của chị mà. Em mau đi ra đi. Không. Chị mau bỏ tay của em ra. Trả lại nhà cho chị. Em đi ra ngoài nhanh đó. Đây là nhà của chị cơ mà. Chị làm gì vậy? Trả lại nhà mau. Không, đây nào. Trả đây, trả đây. Hai đứa có thôi đi không hả? Đi ra đây. Nhà của con, nhà của con chứ. Phải làm sao bây giờ? À, xong rồi đây. Yeah, hay quá. Nhanh lên, nhanh lên. Ngôi nhà này thật tuyệt vời. Mọi thứ đều đẹp. Thật tuyệt khi mình và chị đều có nhà để chơi. Đáng các bạn đó đến nhà mới thôi. Các bạn ở đây ngoan nha. Yeah, đây là thế giới của riêng mình. Mình có thể làm mọi thứ mình muốn. Mình thích ngôi nhà của mình lắm. Chị cũng thích ngôi nhà này.